Xin chào các bạn Trên tay mình là hai chiếc điện thoại được rất nhiều bạn mong muốn mình so sánh trong thời gian vừa qua Tecno Bova 5 và Camon 20 Pro Thì tất nhiên hai chiếc máy này đều đến từ thương hiệu Tecno Nhưng mà rất là nhiều bạn đang thắc mắc là Ơ, bây giờ hai chiếc máy này nó đều rất là ok Vậy thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm nào Vậy thì trong video ngày hôm nay Mình sẽ đi chỉ cho anh em Bạn nào nên lựa chọn Bova và bạn nào nên lựa chọn giống Camon Let's go Camon Mua smartphone ngon bổ rẻ, đừng quên kéo qua di động Việt. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Thực ra cái cách mà để đi định hướng xem là các bạn nên lựa chọn Pova 5 hay là Camon 20 Pro á, nó rất là dễ mà thôi các bạn ạ. À, chúng ta chỉ cần nhìn vào cái tên gọi và những cái trang bị mà hãng tích hợp cho hai cái chiếc máy này là rất dễ dàng để đi đến quyết định được bạn nên lựa chọn sản phẩm nào. Nếu bạn là một người cần tìm kiếm một chiếc máy phải có cấu hình rất mạnh trải nghiệm gaming cực kỳ ngon thì chắc chắn một điều các bạn phải lựa chọn chiếc máy đến từ từ dòng Pova rồi các bạn ạ. Thì với Camon 20 Pro á, thì nó cũng đều được trang bị cái vi xử lý Hello G 99. Tuy nhiên giá bán của nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với là Pova 5 đúng không mọi người? Pova 5 cái mức giá dành cho phiên bản tiêu chuẩn các bạn cần phải bỏ ra chỉ là 3,6 triệu sau khi trừ 200 ngàn thôi. Còn một số hệ thống họ còn trừ sâu hơn nữa thì cái mức giá các bạn phải bỏ ra cho Pova 5 là quá rẻ luôn rồi trên thị trường rồi được bán offline luôn mà giá của vi xử lý Hello G99 chỉ khoảng hơn 3 triệu là quá hời dành cho những bạn nào yêu thích trải nghiệm gaming. Bên cạnh đó nữa thì với cái thiết kế của chiếc Bova 5, mình thấy rằng là nó đã tập trung rất là lớn vào cái tệp người dùng yêu thích trải nghiệm gaming rồi các bạn ạ. Bởi vì với người dùng phổ thông á thì chắc chắn một điều là không ai thích một chiếc máy mà có một cái trải nghiệm cầm nắm quá nặng cả đúng không ạ bất kỳ ai cũng vậy thôi từ nam đến nữ thì, thì nặng quá sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng với bova nam thì mình nghĩ rằng là với những bạn nào đã yêu thích trên chiếc máy game minh phone rồi thì các bạn không biết mà là máy game minh phone thường á, thì nó sẽ có trọng lượng nặng hơn so với là những chiếc máy hướng tới tệp người dùng phổ thông lý do là luôn phải trang bị một cái dung lượng pin rất là lớn thì với cái chiếc bova nam chúng ta sẽ có dung lượng pin lên tới sáu nghìn mAh đủ sức để cho các bạn trải nghiệm game mây một cách rất thoải mái trong vòng một ngày nha các bạn và nếu mà các bạn đã hết pin 6000 rồi thì chúng ta có cái gì ạ chúng ta có sạc lên tới 45 w 45 w thì với cái con này các bạn sạc loanh quanh khoảng tầm là tiếng thôi là nó đã đầy viên pin 6000 mAh giờ rồi. Trong khi đó thì với chiếc Carmon 20 Pro nó chỉ được trang bị viên pin là 000 mAh giờ và đặc biệt hơn nữa đó chính là gì? Đó chính là sạc công suất của nó chỉ là 33W mà thôi Và ngoài ra nha thì với chiếc POVA 5 Bên Techno còn trang bị luôn hệ thống tản nhiệt nữa Vâng chúng ta có hệ thống tản nhiệt kép rồi những các bạn Kết hợp với hai hệ thống tản nhiệt khác nhau vào trong một chiếc điện thoại Thì các bạn thấy rằng là tất cả những thứ này Đều là hướng tới những nhóm khách hàng Yêu thích một chiếc máy có mức giá rất hợp lý Đi kèm với cấu hình chơi game ngon Thì POVA 5 hướng tới những bạn nào yêu thích cái điều này Trong khi đó thì với chiếc Camon 20 Pro nó hướng tới một cái tệp người dùng đại chúng hơn thứ nhất đó là các bạn cần một chiếc máy có thiết kế mỏng nhẹ đẹp và vô cùng sang trọng Mặc dù giá bán của nó chỉ loanh quanh khoảng tầm đâu đó 5 triệu đồng thôi Nhưng chiếc máy này phải công nhận một điều là thiết kế của nó rất sang trọng Nhìn vào cực kỳ ngon các bạn ạ Các bạn nhìn vào cái phần mặt lưng thôi Và nhìn cái phần khung viền thôi là các bạn thấy rằng là nó nhìn vào sang trọng đúng không Mặt lưng được làm bằng kính này Viền xung quanh của nó cũng rất là đẹp Và chưa kể nữa đó chính là đây là một chiếc máy mà nó rất phù hợp Dành cho người dùng phổ thông Chỉ có thích kiểu như là cái phim thôi Thì chúng ta có màn hình OLED Màn hình OLED trên cái chiếc Camon 20 Pro nó mang đến một cái hiển thị rất là rực rỡ Và bên cạnh đó nữa các bạn được trải nghiệm luôn cả biến vân tay nhúng thẳng bên trong màn hình Trong khi đó thì đây là những điều mà chiếc Pova 5 sẽ không làm được dành cho mọi người nha Và ngoài ra thì chiếc Camon 20 Pro cái trọng lượng mà các bạn cầm nắm trên tay á, nó cũng vô cùng là nhẹ nhàng Mặc dù là cái mặt lưng này được làm bằng kính nhưng viên pin của nó chỉ là 5 ngàn thôi mà Do đó thì cái việc mà bạn cầm nắm á, thì nó sẽ nhẹ hơn kha khá so với là Pova 5 nha và một cái điểm cộng rất lớn dành cho chiếc Camon 20 Pro chính là về phần camera. Mặc dù nó không phải là chiếc máy có chất lượng camera số 1 trong tầm giá hơn 5 triệu, nhưng đây là một trong những chiếc máy có camera rất khá trong tầm giá này. Đặc biệt nếu để so sánh với chiếc Bova Nam thì chắc chắn một điều mình sẽ khuyên các bạn là lựa chọn chiếc Carbon 20 Pro Cái gì cũng có cái giá của nó đúng không mọi người Chúng ta cũng đều được trang bị vi xử lý như nhau Nhưng mà cái giá tiền các bạn phải bỏ ra Dành cho chiếc Bova 5 á Thì nó sẽ ít hơn Nhưng mà sẽ phải đánh đổi một thứ đó chính là cái chất lượng camera sẽ không thể bằng được so với là chiếc Camon 20 Pro cũng như là về một số những yếu tố khác như là màn hình OLED rồi là chúng ta có luôn mặt lưng nào là bằng kính thì ở trên chiếc bova 5 nó không có được. À, đó là những điều mà chỉ có ở trên chiếc Camon 20 Pro mới mang lại được cho các bạn mà thôi. Vậy thì tổng kết lại bạn nào nên lựa chọn chiếc Camon 20 Pro Đó là những bạn thứ nhất đó, là các bạn có đủ tài chính để sở hữu một chiếc máy có mức giá cao tiền hơn đến từ nhà Techno Và đặc biệt là các bạn cần một chiếc máy có màn hình đẹp hơn để trải nghiệm xem phim này Các bạn muốn trải nghiệm cảm biến vân tay được nhúng thẳng bên trong màn hình này với mức giá hợp lý này Rồi các bạn cần một chiếc máy có chất lượng camera xịn sò trong tầm tiền đến từ bên nhà Techno Thì đây sẽ là lựa chọn chân ái Còn với những bạn nào mà yêu thích gaming thì hãy nên lựa chọn chiếc và nam và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ và mình muốn tư vấn dành cho các bạn còn các bạn các bạn lựa chọn chiếc máy nào đừng quên để lại kiến phần bình luận của video hôm nay còn bây giờ thì bye